Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online. Như thường lệ, em luôn để số điện thoại chủ nhà ở trong video cho mọi người liên hệ trực tiếp, không cần phải qua môi giới. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một lô đất mặt tiền đường Hà Huy Giáp ở quận 12. Trước khi xem đất, em mời mọi người xem qua một số tiện ích xung quanh như là cây xăng Petrolimed, phòng khám đa khoa Phú Long, thương hiệu ACB, phòng khám phụ sản 315, phòng khám thú y Đăng Khôi, nhà sách Bạch Đằng, cửa hàng Bách Hóa Xanh, nhà sách Nguyễn Văn Cừ, trường mầm non Hoa Đỗ Quyên và xung quanh kinh doanh rất nhiều cửa hàng nội thất gỗ. Mảnh đất tọa lạc tại cửa ngõ Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên đại lộ Hà Huy Giáp, dự phóng 30m. Đây được xem là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Hồ Chí Minh tới Củ Chi và các tỉnh lân cận như là Bình Dương và Tây Ninh. Ở phía đông thì giáp với thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Phía tây thì giáp với quận Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh. Phía nam thì liền kề với các quận như là Gò Vấp, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh và quận Tân Phú. Phía bắc thì tiếp giáp với huyện Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói đường Hà Huy Giáp dễ dàng kết nối tới các quận trung tâm hoặc là ngoại thành, không chỉ thuận tiện cho việc di chuyển tới các thành phố lớn, trung tâm công nghiệp xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, mà trục đường Hà Huy Giáp còn là nơi vị trí ưu việt, tuyến đường huyết mạch trọng điểm trong giao thương vận tải, buôn bán, kinh doanh và kinh tế giữa các khu vực. Và đây là mảnh đất ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người. Mọi người đi gần tới ngay cầu Ông Đụng, nhìn bên tay phải ngay số 802 Hà Huy Giáp sẽ thấy mảnh đất em muốn giới thiệu cho mọi người. Ở đây có tổng cộng là 8 lô đất, chủ đất thì cần bán 2 lô là số A2 và B1. Một lô có diện tích là ngang 4, dài 32, giá của lô đất là 9,5 tỷ. Nếu ai mua luôn cả 2 lô dùng để xây tòa nhà thì rất là ok. Đất mặt tiền rộng rãi, sầm uất, kinh doanh ngành nghề nào cũng được.